42 phút căng thẳng nghẹt thở đến từng khoảnh khắc trôi qua. Quỷ kiếm Darkin đi đầu, theo đó là võ ngựa uy dũng của Hecarim, những quân lính cát trung thành tuyệt đối với hoàng đế Surima và cô nàng cảnh sát trưởng Kathleen. Binh đoàn 4 người càng thẳng vào căn cứ đối phương để bước qua ngưỡng cửa thiên đường. Chỉ có một Varus đơn độc và một Kama trơ trọi đứng trẫn giữa phòng tuyến cuối cùng. Hai cá nhân dùng hết sức bình sinh níu giữ lại tia hy vọng mong manh trong tuyệt vọng. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, chẳng có phép màu nào xảy ra cho bộ đôi mũi tên báo thù và kẻ được khai sáng. Trang sử mới của Liên minh Huyền thoại viết tên rồng xanh Diax với hành trình tình bạn không tưởng. Dev và Zeka nhảy cẫng lên trong sung sướng, Biêu Sức ôm đầu không tin vào mắt mình, còn King and Barrow nở nụ cười của kẻ chiến thắng cuối cùng. Niềm vui của Diax là tấn bi kịch của T1. Bầu trời San Francisco chia hai nửa đối nghịch, một bên rực rỡ tươi sáng, bên còn lại xám xịt thấm đẫm nỗi buồn. Chỉ mất vài giây sau khi chia vui cùng tập thể Diax, camera ngay lập tức lìa tới gương mặt của quái vật thiên tài Keria. Hỗ trợ T1 cố lấy tay che đi những giọt nước mắt tuôn rơi cùng nỗi thất vọng tột cùng. Trước hàng triệu con mắt đang dõi theo, chàng trai trẻ 2K2 khóc nức nở như một đứa trẻ, tay run bần bật không thể tự mình đứng dậy rời sân khấu ngập tràn ánh đèn. Khoảnh khắc đau đớn của Keria như gợi nhớ về cú ôm đầu gục ngã đầy ám ảnh của quỷ vật bất tử năm 2017, khiến trái tim những khán giả theo dõi Liên minh Huyền thoại bỗng chốc vụn vỡ thành từng mảnh. Đó cũng chính là khoảnh khắc eSports của năm 2022. Đã hơn một năm trôi qua, nhưng chưa bao giờ người hâm mộ T1 đủ can đảm nhìn lại khoảnh khắc đau thương ấy. Hình ảnh hỗ trợ thiên tài nhà T1 gục ngã trong tuyệt vọng trở thành quá khứ ám ảnh họ suốt ngày này sang tháng nọ. Bản thân Keria cũng thừa nhận anh không thể nghe được ca khúc chủ đề Star Wars King bởi nó sẽ gợi nhắc anh về thất bại nghiệt ngã ấy. Giờ đây, khi thời gian đã không còn ngưng động, vật đổi sao dời đưa Keria trở lại, liệu quái vật thiên tài có thể hóa thành kẻ khổng lồ thực thụ? Ngày hôm nay, hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, tìm hiểu về điều này. Trước khi bước vào video, đừng quên để lại một like và sub cho kênh của Lu, cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn về Liên minh Huyền thoại. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu. Lai là lao vào tìm kiếm Buma Yushi, Buma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Bước đầu non nớt. Sau mùa giải 2019 không thành công khi chỉ đứng thứ 7 chung cuộc ở LCK mùa hè, Dragonax quyết định thay máu mạnh mẽ đội hình của mình. Ngày 26 tháng 12, trong trận ra quân ở giải đấu Casper Cup gặp KEG Trung Nam, Dragonax trình làm một đội hình giàu sức trẻ. Giữa một rừng sao đầy triển vọng như Chovy, Duran, tân binh Keria đã chiếm trọn spotlight khi ẩm ngay danh hiệu MVP đầu tiên với quân bài Leona 1-0-12 ở ván đấu đầu tiên. Đồng thời Thrash trong tay anh gây ấn tượng mạnh mẽ qua những cú kéo án tự áp lực trong ván đấu thứ hai. Và đó chính là cách mà quái vật thiên tài phô diễn tài năng tuyệt mỹ cho ngày đầu tiên anh bước ra ánh sáng thế giới Liên minh Huyền thoại. Màn ra mắt quá độ thành công của người chơi mới sinh năm 2002 đã báo hiệu về một tương lai đầy hứa hẹn đang rộng mở trước mắt. Chẳng ai có thể ngờ, đội hình non trẻ với những mảnh ghép chấp vá của Dragonax lại có thể chơi tuyệt hay ở ngay mùa giải đầu tiên họ sát cánh bên nhau. Chiến đội rồng xanh giàu lòng nhiệt huyết và khát khao chinh phục đã cán đích ở vị trí thứ 3 LCK mùa xuân 2020 và giành danh hiệu Á quân LCK mùa hè ngay trong mùa giải năm đó, đồng thời có được tấm vé đến với sân chơi chung kết thế giới. So với mùa giải 2019 bết bát, chuỗi thành tích trên được xem như vượt ngoài kỳ vọng và mong đợi đối với đội tuyển này. Riêng Keria mang trình diễn xuất sắc của hỗ trợ 2K2 giúp anh liên tục lọt vào đội hình tiêu biểu mùa giải, đặt nền móng cho việc xây dựng tiếng vang ở giải đấu Liên minh Huyền thoại số 1 xứ sở Kim Chi. Phong cách chơi sáng tạo, đột biến cùng kỹ năng cá nhân đỉnh cao từng khiến Dev kinh ngạc thốt lên, thật phí phạm khi Keria chơi hỗ trợ. Tất cả yếu tố hội tụ và cộng hưởng trong thiên phú của hỗ trợ nhà Diax đã thổi một làn gió mới vào khu vực LCK đang trong giai đoạn thay da đổi thịt. Bắt cặp với một xạ thủ hàng đầu thế giới như Dev, Keria từng bước để lại trong tâm trí khán giả theo dõi anh những ấn tượng không thể xóa nhòa, bất chấp Diax có thất bại tại LCK hay chung kết thế giới. Kế thừa di sản hỗ trợ. Mảnh đất Diax nhỏ bé tất nhiên không đủ để chở kẻ khổng lồ Keria đến với vinh quang. Đó là lúc thương vụ bạc tỷ xuất hiện. T1 chính là những người đã chấp thời cơ một cách chính xác, và có lẽ ban lãnh đạo T1 cũng không ngờ đây sẽ là bản hợp đồng giá trị nhất của đội tuyển. Tại đây, không mất quá nhiều thời gian để hỗ trợ 2K2 khẳng định thực lực và giành lấy vị trí thi đấu chính thức từ tay người đàn anh Effort. Khoác lên mình áo đấu T1, Keria vinh dự kế thừa vị trí mà những huyền thoại như Bumandu, Wolf, Mata để lại, đồng thời gánh trên vai trách nhiệm phát dương quang đại những di sản vốn có. Nửa đầu 2021 được ví như chuỗi ngày u ám đầy biến động của tập thể T1 và người đứng sau những thăng
trầm ấy lại chính là huấn luyện viên của họ, Denny. Việc quá chú trọng vào những thử nghiệm đổi mới của nhân tố D đã biến đội hình 10 người của T1 trở thành mớ hỗn độn không hơn không kém. Chỗ vậy, xuyên suốt giai đoạn xoay tua đội hình phức tạp ấy, vị trí của Kyria lại vững như bàn thạch. Quỷ vương Faker đã có thời gian bị đẩy lên băng ghế dự bị. Bộ đôi huấn luyện Denis Zephyr cũng bị bay ghế ngay trong giai đoạn nước rút của LCK mùa hè 2021. Nhưng cái tên trấn giữ vị trí hỗ trợ của T1 tuyệt nhiên chỉ có mình Kyria. So với viên ngọc càng mai càng thô effort, Kyria trên cơ một bậc về sự toàn diện và khả năng thích ứng meta. Kinh nghiệm thi đấu cùng Dev khiến hỗ trợ thiên tài dễ dàng làm quen và hòa nhập với lối chơi của Teddy, một mẫu xạ thủ truyền thống. Che chắn, khiển tạo, hồi máu, tạo giáp, tất cả nhiệm vụ cần có của một hỗ trợ buff, Kyria đều làm hoàn hảo, tạo thành điểm tựa vững chắc, đưa xạ thủ Teddy thăng hoa ở giai đoạn giữa và cuối ván đấu. Dẫu vậy, việc phải sử dụng những hỗ trợ bảo kê mỏng manh yếu đuối đã vô tình kìm hãm phẩm chất thiên tài vốn có của Kyria, khiến anh chưa thể bộc lộ hết những tinh hoa trong lối chơi. Không để lãng phí bộ óc thiên tài, trời xanh muốn Kyria phải phô diễn tất thảy những gì anh có. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến, những xạ thủ mang thiên hướng mạo hiểm lên ngôi trong một meta đường dưới hỗn loạn đã khiến Gumayusi thay thế Teddy và trở thành xạ thủ số 1 T1 lúc bấy giờ. Phong cách chơi hổ báo, chủ động trao đổi chiêu thức ngay từ giờ đoạn đi đường của Guma, vô tình tháo gỡ xiềng xích trói chặt phẩm chất tài hoa của người bạn đồng niên Kyria. Hỗ trợ T1 như cả gặp nước, trở về với dáng vẻ của người đi đầu với những chất tướng tạo đột biến. Bộ đôi đường dưới của T1 bằng kỹ năng cá nhân siêu hạng cùng sự hợp rơ trong lối chơi đã trở thành một thế lực mới ở botlane. Tập thể T1 bay cao trên đôi cánh Gumayusi Kyria, cán đích ở vị trí á quân LCK mùa hè và trở lại đấu trường chung kết thế giới sau một năm vắng bóng. Tại đây, họ lọt vào tới bán kết và chỉ để thua xuất sắc 2-3 trước đối thủ truyền kiếp Damwonkia. Dù không thể giành chiến thắng chung cuộc, tuy nhiên T1 đã cống hiến cho khán giả một trận BO5 vô cùng mãn nhãn. Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa thể quên được hình ảnh Tứ Ca cõng trên mình chiếc đồng hồ phi nước đại, trở thành tướng quân tiên phong, dẫn dắt binh đoàn T1 hủy diệt hết những kẻ ngáng đường năm ấy. Người giám hộ thời gian có lần đầu xuất hiện tại chung kết thế giới 2021 và Kyria đã biến những pha bóp tốc độ điên rồ từ gã đồng hồ Zilean thành một tuyệt tác làm người sẽ phát cuồng. Đôi bàn tay run rẩy. Kết thúc mùa giải 2021, Kyria vẫn ở lại T1 cùng Zed, Honor, Faker và Gumayusi, tạo nên một đội hình có sự giao thoa của sức trẻ và kinh nghiệm cho đội tuyển giàu truyền thống nhất lịch sử. Họ cùng nhau lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với việc lên ngôi vô địch LCK mùa xuân 2022 mà không để thua bất kỳ trận đấu nào. Danh tiếng của Kyria khi ấy đã thực sự vang khắp toàn cõi liên minh huyền thoại và nghiễm nhiên anh được cả thế giới phong tặng danh hiệu hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, những lời co cánh đến quá sớm đã vô tình trở thành một con dao hai lưỡi luôn trực chờ đe dọa Kyria nếu anh sẽ chân. Câu chuyện sau đó chúng ta đều đã rõ, T1 thất bại ở 3 trận chung kết còn lại của mùa giải. Từ vị thế của kẻ vĩ đại nhất, họ bị chế giễu bằng cái tên vua về nhì mà chẳng thể phản kháng trước hiện thực đã bày ra ngay trước mắt. Quả thực, danh xưng hỗ trợ số 1 thế giới đã tạo nên áp lực khổng lồ cho quái vật thiên tài, khiến anh lộ rõ khuyết điểm về mặt tâm lý và kiểm soát cảm xúc khi đứng trước những trận cầu đinh. Đứng trước những khoảnh khắc quyết định, hỗ trợ thiên tài bỗng chốc bé nhỏ, run rẩy và lo âu lạ thường. Đớn đau nhất chắc chắn là khoảnh khắc anh bất lực nhìn nhà chính bị đội tuyển cũ Diaz phá hủy. Đôi bàn tay run rẩy của Kyria chẳng khác hình ảnh Faker ôm đầu gục ngã năm 2017. Đó là đỉnh điểm của sự giận dữ, xen lẫn phức tạp cảm xúc của đắng cay, bất lực, cam chịu và sự e sợ. Cả Kyria và Faker đều đã làm hết sức nhưng đều lực bất tòng tâm trước một đối thủ chơi quá đỗi thăng hoa ở thời khắc then chốt. Dẫu vậy, nỗi đau của Kyria dường như hoàn toàn chiếm hữu anh. Lần cuối huy hoàng. Gạt đi những giọt nước mắt đau đớn, những ký ức đau buồn cùng sự ám ảnh đầy nghiến trái tim suốt hơn một năm trời, Kyria cùng những người đồng đội T1 quay trở lại sân khấu chung kết thế giới dưới một hình ảnh hoàn toàn mới. Những vết thương hằn sâu nơi tiềm thức đã tôi luyện chàng trai 2K2 trở thành một phiên bản toàn vẹn hơn, trưởng thành hơn và rắn rỏi hơn. Không còn bước vào giải đấu với những lời tung hô tán dương hoa mỹ, những thành viên T1 đứng trước làn sóng ngờ vực về thực lực thật sự của họ sau khởi đầu đầy chật vật tại vòng Thụy Sĩ của chung kết thế giới 2023. Hạt giống số 2 LCK suýt để một team Liquid nhỏ nhoi đánh bại ngay trong trận ra quân, sau đó thua bạc nhược trước NG Esports. Mặc dù màn trình diễn của Kyria so với mặt bằng chung của những người đồng đội ở T1 vẫn ở mức tròn vai, tuy nhiên hai chữ tròn vai lại không đủ để đáp ứng kỳ vọng lớn lao mà cả thế giới đặt lên vai quái vật thiên tài. Người ta chờ đợi những pha xử lý kỹ năng xuất thân, những tình huống tạo đột biến đỉnh cao hay những lựa chọn dị biệt có 1-0-2 từ Kyria hơn là sự ổn định trầm lặng. Khán giả đã quen với hình ảnh hỗ trợ T1 một tay đem lại những lợi thế cho đồng đội,
xoay chuyển thế cục bằng bộ óc thiên tài. Do đó, một khắc Kyria không tỏa sáng cũng đủ khiến anh đứng trước những nghi ngờ về việc đánh mất phong độ. Thậm chí, những tin đồn suy đoán về sự tan rã của đội hình T1 càng củng cố thêm những nhận định cho rằng chiến ý, tham vọng của hỗ trợ 2K2 đã thực sự lụi tàn theo duyên phận giữa anh và T1. Bỏ ngoài tai mọi lời đồn đoán, Kyria gửi một lời tuyên bố đanh thép về sự quyết tâm của mình tại kỳ chung kết thế giới có thể là cuối cùng trong ảo T1. Lá cờ đầu LCK nhanh chóng sốc lại tinh thần sau trận thua trước Genji, bật khúc nhạc tình bạn và nhảy điệu nhảy cuối cùng trong ánh hào quang chung kết thế giới. T1 hủy diệt mọi đối thủ ngắn đường, danh sách bại tướng của họ cứ thế được nối dài. Từ Cloud9 nhỏ bé đến ba đại diện mạnh nhất của LPL, tập thể T1 càng chơi càng hay. Còn Kyria, mỗi một trận đấu đi qua đều bổ sung vào sự nghiệp chói lọi của anh chuỗi highlight để đời. Nhánh đấu tử thần có sự hiện diện toàn những quái vật sừng sỏ mà thiên địch Barrow sắp xếp để ngáng chân anh. Anh biến nó thành sàn diễn để phô bày nghệ thuật gánh đội. Dù cho đối thủ có là ai, Kyria vẫn luôn biết cách để spotlight chiếu rọi vào vị trí hỗ trợ, một điều nghịch lý vốn chẳng mấy ai làm được xuyên suốt chiều dài lịch sử của tựa game. Với số lượng tướng đem ra nhiều hơn bất kỳ người chơi hỗ trợ nào, Kyria định hình lại meta đường dưới vốn tưởng sẽ nhằm chán tốc độ. Hỗ trợ T1 đem lối chơi hai xạ thủ khuấy đảo giai đoạn LCK mùa xuân 2023 trở lại, giải phóng sự khát máu, tự tin cho cả người cộng sự Gumayusi. T1 không chạy theo lối mòn, họ tự tạo ra một meta riêng, buộc những đội tuyển khác phải xoay quanh. Một là học theo T1, hai là tìm cách khắc chế T1. Tuy nhiên, cả hai phương thức ấy đều vô nghĩa, bởi T1 có Kyria, quái vật thiên tài, kẻ tái định nghĩa lại khái niệm hỗ trợ. Thiên phú liệu có đủ để Kyria ngồi vững trong hàng ngũ hỗ trợ xuất sắc nhất lịch sử tự game? Câu trả lời chắc chắn là không. Trên đời không có cái gọi là thành công rẻ mạt. Mọi vinh quang đều phải đánh đổi bởi 10, 100, thậm chí là 1.000 phần nỗ lực. Bao nhiêu vấp ngã mất mát trong quá khứ không đủ để cản bước chàng trai trẻ có trái tim kiên cường ẩn sau dáng vẻ nhỏ nhắn. Mỗi lần trở lại với vũ đài chung kết thế giới là mỗi lần Kyria dũng cảm đối diện với chính mình, nhìn lại từng điểm mạnh yếu để rồi nâng cấp bản thân thành một phiên bản vẹn toàn nhất. Không giống như người anh Faker, một thiên tài khác của Liên minh huyền thoại, có lần vô địch ngay trong năm đầu tiên thi đấu, Kyria đã tiến từng bước thật chậm rãi đến với danh hiệu cao quý nhất sự nghiệp. Dừng chân ở tứ kết lần 1, tiến vào bán kết ở lần 2 và chơi ở trận chung kết trong lần 3. Giờ đây, Kyria lại đứng trước con đường dẫn tới ngôi vô địch trải đầy hoa hồng. Phía cuối con đường ấy, chẳng còn chướng ngại vật Barrow nào cản bước, chỉ có một chiếc gương phản chiếu hình ảnh đau đớn của chính Kyria một năm về trước. Nếu Kyria đủ khả năng đối diện và vượt qua rào cản tâm lý trói buộc mình suốt bao ngày tháng qua, mình sau có lẽ vẫn sẽ rơi những giọt nước mắt, nhưng là nước mắt của niềm hạnh phúc tột cùng. Chiếc vô địch sẽ gỡ bỏ mọi nút thắt trong lòng Kyria, đưa cái tên ấy sánh vai với những người tiền nhiệm vĩ đại. Kyria, hãy vững tâm cho một trận chung kết để đời, để nấc thang cuối cùng trở thành nấc thang lên thiên đường, để những luyến lưu vương vấn còn sót lại ở San Francisco là thử thách cuối cùng, tạo nên cái kết trác tuyệt cho thiên truyện phi phàm trên thánh địa Hàn Quốc.